đã quay trở lại với Kết Cuộc Sống Úc. Chỉ có tầm này là nó to rồi. Mấy hôm trước để lâu quá thế là nó chín. Chín đỏ ra. Loại này ăn nhá, nó không đắng lắm. Loại là ăn sống rất là ngon. Ăn nó mát mà nó lại không quá đắng vừa. Thôi thế thôi, hôm nay chỉ hái vậy thôi, đủ ăn thôi. Cuối mùa rồi, mấy cái quả này không ăn được đâu. Mấy quả này á, cắt đi. Bầu bao tử. Ngọn này, cắt hết ngọn để ăn. Nó ra quả này nhưng mà mấy hôm nữa là nó thui bởi vì là nó lạnh quá. Đây cũng thấy này. À, quả này cũng cắt ăn thôi. Tôi non mất. Mưa một cái là lại đầy lá. Cái giàn cứ để đây ăn thoải mái luôn, ăn quanh năm. Từ đầu năm nhà cứ hái bao nhiêu lần. Nó bắt đầu mùa đông thì lá nó dày lại, lá dày lắm này. Mà ăn nó sần sật thì sật ngọt, giòn mà ngọt. Mình đang có ít rau bí đã nhặt rồi. Cái giàn mồng tơi thì tiện lắm, lúc nào cứ muốn ăn cái này lại ra hái thôi, ăn bao nhiêu thì hái bấy nhiêu. Cái này mà nó có để quá mấy hôm thì nó cũng ở trên cây, nó cũng tươi, nó ngon thì nó không bị già. Còn mồng tơi thì mình cũng chặt tưới gì, chỉ tưới nước lã thôi, chỉnh chạc tưới cái tạt thôi, cho nên là nó không có bị lớn nhanh quá, nó lớn chậm chậm từ từ, nhưng mà ăn thì cực ngon, ngọt. Lon nó giòn này, nó xanh mướt này. Này để lá to một chút nữa thì cũng được, nhưng mà thôi cả nhà có mà, cho ăn non cho nó ngon. Ngày nào ăn hái ngày đấy. Bây giờ là 7 giờ tối và mình vừa mới đi làm về. Hôm nay mình sẽ bắt đầu với Jenny là một buổi tối làm được bao nhiêu việc. Hôm nay là mình hái các loại rau trong vườn để nấu ngọn bầu và rau mùng tơi. Hai rổ rau mà nó ngót thì còn tí này. Rau gì nhỉ? Rau bầu xào này, cứ phải vắt chanh mới ngon. Chanh vào ăn ngon lắm. Nó chua chua, nó dễ ăn. Hôm nay muối được cái mẻ dưa, nó chín vàng rồi này. Đem kho cá. Ngon quá trời. Cay. Nó kinh khủng. Đây là cá hồi. Hãy subscribe cho kênh.
chua chua. Cá hồi nấu nhanh lắm, chỉ có ra lửa một chút mà chín thôi. Mà dư có thể xào xào trước, xong cho cá vào, cho gia vị vào, đun sôi một tí là được. Không có nhiều thời gian nấu nướng cho nên là nấu toàn những món nhanh nhanh nha. Ăn cũng đơn giản, bữa tối chỉ hai món, một món rau với là một món mặn chính là được. Và đây là bữa tối của mình, cực kỳ đơn giản. Đậu sốt tứ xuyên cay nhưng mà ngon. Này ăn không cũng ngon, ngon lắm. Nhưng mà lười ăn thôi rồi. Em đun nước uống. Là dâu đã xong rồi này, đun khoảng sôi khoảng 5 phút. Bao giờ nó nguội thì để trong tủ lạnh uống dần. Đây, thế này mình uống khoảng tầm 2 ngày thì hết. Dâu này, dâu đen cắt đi để trồng cây mới. Mình sẽ kéo lấy, khó cắt quá. Trồng dâu từ cành thì mình chọn cái cành to khoảng tầm này là được. To quá thì nó lại khó ra rễ. Tầm này là đẹp nhất. Giống kiểu gọi là dâu bánh tẻ ấy. Mình cắt thành từng đoạn này ra, xong mình cắm xuống đất. Này chỉ cần cắm xuống đất là nó mọc thành cây mới thôi. Dâu đen là dễ trồng lắm. Mình sẽ cắt lá rau này để cho nó ướp vào cái gốc cây này. Mình giữ ẩm. Hôm nào nó mọc cành, mọc lá, mọc lên cây mới thì mình sẽ quay cho các bạn xem nhé. Mình cũng xin tạm dừng video tại đây. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Đừng quên nhấn nút đăng ký để không bỏ lỡ những video tiếp theo của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye!